Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên theo yêu cầu một số bạn sẽ hướng dẫn các bạn độ chiết áp cho những cái radio cũ. Thì bây giờ cũng chả ai dùng radio, nhưng mà có một số bạn ở cái vùng nông thôn yêu cầu. Thứ hai, mình sửa được này cũng là đem lại những niềm vui cho người già. Thì tại sao lại phải độ chiết áp radio? Vì những cái radio này nó sử dụng cái loại chiết áp này, các bạn nhìn thấy không? Thế chiết áp đi kèm công tắc này. Đấy. Thế nhiều khi mà hư hỏng công tắc rồi cả hư hỏng chiết áp là mình ở vùng quê thì khó kiếm cái chiết áp này lắm. Đây. Đấy. Nhờ tích hợp công tắc mà. Bây giờ nhá, các bạn úp cho mình cái mặt núm xoay xuống. Đấy. Thì sơ đồ nó sẽ là như thế này. Hai cái vành bên ngoài này này, đây. Cái vành không tiếp điểm công tắc các bạn nhìn các bạn biết ngay. Thì các bạn thay vào đấy bằng một công tắc này. Ai cũng biết rồi nha, thay vào công tắc này rồi thay cho công tắc. Còn cái chân tín hiệu đấy là cái khó, thì cái chân tín hiệu thì nó sẽ chính là chân bên trái là chân in đấy. Và chân giữa là chân out, ngoài là mát, mát là nối với âm của cục pin cho nên là không vấn đề gì. Nhưng các bạn nhìn nhé, in là từ cái khối giải mã AM, audio, AM, FM đi tới. Và out chính là cái khối amply, tức là khối khuếch đại âm thanh này, do ra loa. Và đây là mát, thế thôi. Thế bây giờ mình mà muốn biết được cái cấu tạo của cái chiết áp này thì mình sẽ như sau. Ở hai, khi mà bạn đo được điện trở ở hai cái cọc ngoài này, tức là cọc I và cọc GND, luôn luôn là cái giá trị điện trở của chiết áp. Thông thường các chiết áp này nó rơi vào khoảng 30 cho 50 kilo ohm. Thì các bạn có thể xin để những cái thợ thợ mà sửa amply hoặc mua những con chiết áp thông dụng này này. Đấy. Các bạn lắp cho mình đúng cái thứ tự. Thì đây thứ tự đây là in này, out này và GND thôi. Thì các bạn chỉ hoán vị in vào in, out vào out và GND vào GND là các bạn đã thay xong con chiết áp cho mình rồi. Thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra con chiết áp này nhé, để biết thế nào là in và biết thế nào là out. Thế này, muốn biết thì khi một chiết áp thì cấu tạo nó rất đơn giản, nó có ba cực này. Khi bạn đo ở hai đầu con chiết áp này sẽ thu được cái giá trị của chiết áp. Ví dụ chiết áp 50 kilo ohm thì khi bạn đo vào hai đầu đây và hai đầu đây thì các bạn thu được giá trị 50 kilo ohm, có thể là 10 kilo ohm tùy vào cái chiết áp. Có thể là quy ước bằng số, ví dụ là như đây là 10K, các bạn nhìn không? 10K, chiết áp 10K. Có ghi nó ghi bằng số là 503. Đấy, là 50K. Thì các bạn có thể xin những cái ông thợ mà Amberly rất nhiều chiết áp này. Thì khi mà bạn vặn volume mắc thì bạn vặn này hết cỡ về bên tay phải cho mình thì bạn sẽ đo được. Có khi là có nghĩa là cái vành khăn này nó dồn về bên phải, khi đó các bạn đo điện trở ở đây sẽ là 0 ohm và ở đây sẽ là 10K với chiết áp 10K. Đấy. Và ngược lại, khi bạn vặn hết cỡ thì cái mũi tên này này lại chập ở đây và lúc đó bạn thu được ở hai điểm này sẽ là 10K. Có nghĩa là khi mà volume tăng thì điện trở nhỏ thôi, volume giảm thì điện trở lớn, nên mình thí nghiệm cho các bạn nhé. Đấy. Đây, vì chiết áp này chiết áp 10K cho nên là mình vặn ở thang 20 cũng là được. Đây. 20. Bây giờ mình đặt, mình vặn volume mắc nhé. Đây, mình đặt hai cái giá trị ở hai cái cực bên ngoài này luôn luôn là cố định này bằng giá trị ở chiết áp này. Chiết áp 10K thì các mình đo được 8,85K thôi. Thì do những chiết áp này bằng than cho nên là hơi ẩm nó sẽ thay đổi nhưng không đáng kể. Đấy, hai giá trị bên ngoài nhé. Thế bây giờ mình vặn volume mắc này thì mình sẽ đo được bằng 0 ohm này, các bạn nhìn thấy không? Hai cực này bằng 0 ohm này. Đấy. Và lúc đó hai cực bên này sẽ mình sẽ đo được khoảng 10K, tức là 8,61 này, do là mình nói cái chiết áp sai số. Vậy tương ứng là khi mà mình vặn volume nhỏ hết cỡ này. Đấy. Thì mình đo hai chân in và out này sẽ có là 8,69K, tức là bằng 10K đấy. 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 Thì cái chiết áp nó đơn giản vậy thôi.
Vậy thì khi mà độ chiết áp thì các bạn cứ theo cái quy tắc đó cho mình. Như này các bạn thể vặn hết cỡ này. Vừa bật công tắc vặn hết cỡ này. Thì mình đo được ở cực nào, cặp cực nào. Đây, như đây mình đo được cặp cực này bằng 0 ohm này. Đây, cái này nó ngược này. Đây. Đây. Đó. Khi mình đo hết volume này. Đây. Đấy, bằng 0 nhá. Đấy. Còn khi mà mình cho volume nhỏ nhất này thì nó bằng, cái này không đo được vì nó chiết áp 30k, mình phải tăng thang lên. Đấy. Đấy, đo được 37k thì chiết áp này khoảng 40k. Đấy. Vậy thì cái cách mà độ chiết áp nó sẽ như này. Đây các bạn đặt này, các bạn nhìn nhé. Đây. Và các bạn quay cái mặt này xuống cho mình. Đấy. Các bạn làm sao cho cái in của cái này vào in của cái này và out cái này và out cái này, GND cái này là xong. Các bạn thì cắt bỏ chiết áp cũ đi, các bạn đấu dây như này là hoàn thành. Đấy, cách mà độ chiết áp cho cái loại đài này thì mình đã hướng dẫn các bạn rất kỹ rồi nhé. Đây, công tắc thì các bạn thay vào một công tắc mới. Đây. Có thể dùng công tắc đèn cũng được. Đây, cái hạt công tắc đèn. Còn chiết áp các bạn đặt nó quay xuống này và độ như này cho mình thì sẽ độ được cái chiết áp cho radio. Chúc các bạn thành công.